Sự thật thì bản chất những suy nghĩ, ký ức và nhận thức của bạn có thể chỉ là ảo ảnh do bộ não bạn tạo ra. Vậy thì điều gì tạo nên chính bạn? Tại sao chúng ta lại có khả năng nhận thức được thế giới xung quanh? Và đặc biệt là khả năng tự nhận thức hoạt động như thế nào? Bộ não của bạn được tạo thành từ hàng tỷ các tế bào thần kinh. Vấn đề người ta biết là các tế bào thần kinh này giao tiếp với nhau bằng các xung điện hoặc là các chất hóa học. Nhưng mà làm sao những chất hóa học vô tri này hay những xung điện kỳ lạ đó lại có thể kết hợp với nhau và tạo ra một thế giới nội tâm cực kỳ phức tạp, từ suy nghĩ, ký ức, cảm xúc và đặc biệt là ý thức. Nếu vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể mô phỏng lại quá trình hình thành ý thức của bộ não từ những xung điện đó hay không? Hãy cùng nhau tìm hiểu những trải nghiệm bên trong phức tạp như thế nào thông qua video của Thư viện Nhỏ nha. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với Thư viện Nhỏ và cảm thấy thích những nội dung như thế này á, thì đừng quên đăng ký kênh và cho bọn mình một lượt thích nha. Cảm ơn các bạn. Chính xác thì ý thức là gì? Các nhà khoa học và triết gia đã cố gắng trả lời câu hỏi này trong nhiều thế kỷ. Từ góc độ khoa học, ý thức thường được mô tả là khả năng chúng ta nhận thức được bản thân và thế giới xung quanh mình. Đó là thứ cho phép bạn biết được bạn là chính bạn. Nhưng mà từ góc độ triết học, nó trở nên phức tạp hơn một chút. Không phải là các nhà triết học luôn thích làm khó vấn đề hơn sao? Ý thức không chỉ là hoạt động của các tế bào thần kinh, mà còn là về trải nghiệm chủ quan nữa. Tại sao khi mà bạn nhìn thấy màu đỏ, bạn lại có cảm giác khác so với việc nghe một bản nhạc? Cảm giác bên trong đó chính là phần khó giải thích nhất. Trong lịch sử, các nền văn minh cổ đại như là người Hy Lạp bắt đầu thắc mắc về bản chất của tâm trí hay là ý thức từ hàng nghìn năm trước. Họ tranh luận là liệu tâm trí được kết nối với cơ thể hay một cái gì đó hoàn toàn tách biệt. Trong đó, Plato là một trong những triết gia Hy Lạp có ảnh hưởng nhất đã lập luận về một dạng thuyết nhị nguyên. Ông tin rằng tâm trí hoặc là linh hồn và cơ thể là những thực thể riêng biệt. Theo ông thì linh hồn thì bất tử, tồn tại trước khi cư trú bên trong cơ thể và tiếp tục tồn tại sau khi cơ thể chết đi. Ngược lại, Aristotle là một học trò xuất sắc của Plato, lại có quan điểm khác. Aristotle lại nói rằng tâm trí và cơ thể là một và không tách rời được. Ông ta tin rằng linh hồn là hình thức của cơ thể, có nghĩa là nó không thể tồn tại độc lập với cơ thể. Đối với ông, linh hồn là thứ mang lại sự sống cho cơ thể và có mối liên hệ phức tạp với các chức năng của nó. Sau này, những người theo chủ nghĩa của Epicurus đã nhìn mọi thứ thực tế hơn. Họ lập luận rằng mọi thứ, kể cả tâm trí, đều được cấu tạo từ các nguyên tử. Vậy thì các quá trình tâm thần, trải nghiệm tâm lý hay ý thức chỉ là kết quả của sự tương tác vật lý bên trong cơ thể mà thôi. Mặc dù đã trải qua một thời gian khá dài, cho đến ngày nay, chúng ta được trang bị đầy đủ thứ công nghệ để soi xét bộ não của chính mình. Từ máy đo điện não đồ, quét fMRI, nhưng câu hỏi thì còn như mới, ý thức thực sự đến từ đâu? Không có một câu trả lời nào thỏa đáng hết. Bây giờ bạn hãy nhìn từ góc độ tiến hóa, tại sao tự nhiên lại ban cho chúng ta khả năng này? Một số nhà khoa học tin rằng nó giúp chúng ta đưa ra quyết định tốt hơn. Bằng cách nhận thức, chúng ta có thể suy ngẫm về hành động của mình, cân nhắc hậu quả và lập kế hoạch cho tương lai. Tưởng tượng là giống như khi mà bạn là một người thượng cổ. Nếu bạn nhận thấy con hổ đói đang rình rập gần đó, bạn có thể lập chiến lược trốn thoát thay vì hành động hoàn toàn theo bản năng. Theo cách suy nghĩ này thì ý thức có thể được coi như là một công cụ sinh tồn, một loại siêu nhận thức giúp chúng ta có lợi thế hơn các sinh vật khác. Nhưng mà chúng ta không phải là duy nhất, động vật dường như cũng có dấu hiệu của ý thức. Ví dụ như là loài voi nhận ra mình trong gương, cá heo cũng có khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp trong xã hội của chúng. Và thậm chí cả loài chim cũng có thể lên kế hoạch cho các sự kiện hoặc là các thảm họa tự nhiên. Liệu là những con vật này cũng có ý thức hay không? Và nếu thật vậy á, thì ý thức có thể không phải là đặc điểm riêng của loài người. Rồi nếu như các loài sinh vật đều có thể tạo ra ý thức riêng, thì ý thức được tạo ra như thế nào? Chúng ta biết rằng bộ não hoạt động bằng cách sử dụng các tín hiệu điện và hóa học. Nhưng mà làm thế nào những tín hiệu này có thể chuyển thành một suy nghĩ có ý thức được? Để giải thích cho nguồn gốc của ý thức, người ta đã đưa ra hai lý thuyết, đó là lý thuyết thông tin tích hợp và lý thuyết không gian làm việc toàn cầu. Theo thông tin tích hợp thì ý thức về cơ bản là sự tích hợp thông tin. Thông tin càng được kết nối và tích hợp trong một hệ thống càng nhiều và càng chặt chẽ chừng nào thì mức độ ý thức của nó càng cao. Sự tích hợp này cho phép chúng ta có một trải nghiệm thống nhất từ nhiều phần thông tin khác nhau để tạo thành một tổng thể mạch lạc hơn. Từ đó, lý thuyết thông tin tích hợp này giải thích rằng trải nghiệm có ý thức được cấu trúc và bao gồm nhiều yếu tố khác nhau
kết hợp lại để tạo thành một trải nghiệm phức tạp hơn. Ví dụ khi bạn nhìn thấy một quả táo màu đỏ, trải nghiệm của bạn bao gồm màu đỏ, hình dạng của quả táo, cũng như nhận thức của bạn về mùi vị và kết cấu của nó. Tất cả đều được tích hợp vào một trải nghiệm có ý thức duy nhất để bạn biết rằng đó chính là quả táo. Ngược lại, lý thuyết không gian làm việc toàn cầu lại giải thích rằng ý thức hoạt động như một trung tâm làm việc, một nơi trong não chứa tất cả các thông tin từ nguồn giác quan khác nhau, những nhận thức và trí nhớ khác nhau. Không gian làm việc này hoạt động như một trung tâm để tích hợp và phân phối thông tin đến những bộ phận thích hợp khác để xử lý. Theo lý thuyết này, cho rằng thông tin trở nên có ý nghĩa khi nó được truyền từ không gian làm việc toàn cầu đến các bộ phận xử lý vô thức chuyên biệt khác nhau trong não. Những bộ phận xử lý này có thể bao gồm các hệ thống nhận thức, trí nhớ, ngôn ngữ và cảm xúc, các hệ thống về hành động, các hệ thống về cảm giác như là thị giác, âm thanh và xúc giác. Sự tích hợp này cung cấp cho chúng ta một trải nghiệm ý thức toàn diện và thống nhất. Ví dụ khi bạn nhận thức một cách có ý thức một quả táo như bên trên, nhận thức đó có thể được sử dụng để khơi gợi lại những ký ức hay trí nhớ về quả táo đó, như là màu sắc, mùi vị, những cảm xúc bạn có thời thơ ấu đối với quả táo. Bằng cách khái niệm hóa ý thức như một không gian làm việc toàn cầu, nơi thông tin được truyền đi và chia sẻ, thì lý thuyết không gian làm việc toàn cầu này giải thích cách các chức năng nhận thức khác nhau có thể tương tác và đóng góp vào trải nghiệm có ý thức của chúng ta. Nhưng đây mới là điều thú vị. Cho dù chúng ta có tìm hiểu nhiều về hoạt động của não đến đâu, chúng ta vẫn phải đối mặt với cái gọi là vấn đề khó khăn của ý thức. Tại sao một số quá trình nhất định của não lại tạo ra trải nghiệm chủ quan? Tại sao đau lại có cảm giác đau? Tại sao tình yêu lại có cảm giác mạnh mẽ đến như vậy? Các triết gia đã tranh luận về vấn đề này trong nhiều thế kỷ, nhưng nó vẫn còn là một trong những vấn đề hóc búa nhất. Nghiên cứu hiện tại đang vượt qua các ranh giới, cố gắng liên kết các vùng não cụ thể như là vỏ não trước trán và đồi thị với trải nghiệm có ý thức. Nhưng mà ngay cả với các công cụ tiên tiến như là điện não đồ và quét fMRI, chúng ta vẫn chẳng biết gì hết. Ý thức vẫn còn là một trong những bí ẩn lớn nhất trong cả khoa học và triết học. Vậy thì trong tương lai chúng ta có thể tạo ra một thực thể có ý thức hay không? Một trí tuệ nhân tạo, biết đau và biết yêu. Điều này khác hẳn với khái niệm thông minh của trí tuệ nhân tạo hay AI. Máy móc có thể trở nên có ý thức được hay không? Chúng ta đang phát triển AI có thể đánh bại con người trong môn cờ vua, dịch thuật và thậm chí là sáng tạo nghệ thuật. Nhưng liệu một cỗ máy có thể nhận thức được sự trải nghiệm bên trong của chúng? Một số nhà khoa học cho rằng điều đó là có thể, trong khi những người khác cho rằng máy móc có thể mô phỏng lại ý thức nhưng không bao giờ thực sự cảm nhận được bất cứ điều gì. Nếu chúng ta phát triển một AI có khả năng tự nhận thức, nó sẽ đặt ra đủ loại câu hỏi về đạo đức. AI có nên có được cái quyền gì đó hay không? Mình rất muốn nghe thêm suy nghĩ của các bạn. Bạn nghĩ ý thức là gì? Động vật hay máy móc có thể có ý thức hay không? Hãy để lại suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới và chúng ta sẽ cùng thảo luận thêm nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video lần tới.